AI thì em nhìn câu này. Câu này người ta hỏi là what will we not be able to do in the tower building in the morning. Vậy người ta hỏi là nhân viên không được làm cái gì, tức là không thể làm cái gì trong cái tòa Tulliver này vào sáng đây. Vậy người ta không thể làm cái gì? Đây là câu hỏi lời trừ đúng không? A là sử dụng phần mềm, B là uống nước đóng chai, C là mua đồ ăn và D là đi vào khách sạn. Bây giờ mình sẽ đọc cái bài này sơ nghe để mình hiểu nè. Bài này người ta nói đây là một nhắc nhở rằng nước ở cái tòa Tulliver nó sẽ tạm thời nó bị tắt vào ngày mai lúc 8 giờ sáng. Vậy tức là người ta thông báo về việc mất nước đúng không? 8 giờ sáng mai mất nước. Rồi, trong khi sửa chữa được hoàn thành, rồi tôi hiểu rằng là hầu hết nhân viên who work in a building, hầu hết là nhân viên mà làm việc trong cái tòa này nè, thì sẽ offsite là không có mặt nha. Offsite là không có mặt tại địa điểm. At the software training session, tại cái buổi training là đào tạo về phần mềm ha, và sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thì chỗ này ý người ta nói là ngày mai ha, thì người ta sẽ cúp nước tại tòa nhà này, và người ta biết rằng nhân viên hầu hết sẽ không có tại tòa nhà này. Vì sao? Vì người ta phải tham gia cái buổi training và sẽ không bị ảnh hưởng gì. Rồi tiếp tục người ta nói là cho những ai mà làm việc ở tòa Tulliver vào ngày mai, thì người ta biết là hầu hết sẽ là đi training cho nên không có mặt ở tòa Tulliver, cho nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng sẽ có một số người vẫn làm việc. Tại người ta không đi training thì người ta làm thôi đó, cho nên người ta nói là cho những ai mà sẽ làm việc trong tòa Tulliver vào ngày mai á, thì cái bộ phận tên là Hillcrest Water này nè đảm bảo với tôi rằng là nước thì nó sẽ bị tắt for no more than 4 hours, tức là nó bị tắt nước không hơn 4 tiếng đâu, nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ nó bị cúp nước thôi, không hơn cái thời gian đó đâu. Rồi tiếp theo người ta mới nói là we will provide, chúng ta sẽ cung cấp complimentary, có nghĩa là miễn phí nè, bottle water, có nghĩa là bình chai nước, và chúng tôi sẽ cung cấp những chai nước miễn phí trong khách sạn cho nhân viên trong thời gian, tại vì cúp nước mà, cho nên nhân viên không có nước uống, vì thế người ta sẽ mua những cái chai nước miễn phí người ta để ở sẵn cho nhân viên trong thời gian đó. Rồi người ta mới nói là cafeteria, căng tin người sẽ bị đóng cửa và đến khi mà nước nó được bật trở lại, tức là khi cúp nước thì căng tin nó cũng đóng luôn. Đây dựa vào câu này nè, căng tin sẽ đóng cửa đến khi mà nước bật trở lại, và thời điểm này thì cái việc dịch vụ và cái việc bán đồ ăn á ha, nó sẽ được resume là phục hồi lại. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Để từ câu 152 người ta hỏi là không thể làm cái gì thì sử dụng phần mềm được không? Được ha. Còn câu B là uống nước đóng chai thì được luôn. Tại vì sao? Tại vì uống nước đóng chai thì người ta cung cấp miễn phí mà nước đóng chai này người ta cung cấp, ta để ở đâu? Ở sảnh. Cho nên chỗ này thì đi vào sảnh được không? Được luôn. Cho nên chỗ này chỉ có câu C thôi, tại vì người ta nói rõ ràng là gì, căng tin sẽ đóng cửa đến khi mà nước nó được bật trở lại, tức là nước cúp thì căng tin nó nghỉ làm luôn, chỉ nào có nước thì căng tin nó mới hoạt động, mà căng tin là chuyên phục vụ thức ăn đồ uống nè, cho nên chỗ này thì mua đồ ăn không có đâu, chỉ có nước thôi chứ không có thức ăn. Đó là câu 52 của chúng ta ha. Rồi tiếp theo cô giải giúp mình thêm một câu nữa ha, câu 54. Rồi câu 54 em nhìn nè, người ta hỏi vào 12 giờ 27 phút thì cái cô Pedanders này có ý gì khi cô ta nói một cái câu là not on such short notice. Và cái câu này not on such short notice tức là gì? Thông báo ngắn quá, chuẩn bị không kịp. Ý của câu đó là như thế. Và bây giờ mình đọc vào 12 giờ 27 phút ở trên đây nè. Bây giờ mình đọc sơ cái bài này nha, cái bài này để mình xem nó nói về cái gì. Cô phóng nhỏ lại tí. Rồi, ok. Đầu tiên là 12 giờ 23 phút á, thì Nicole mới nói rằng Chas ơi, đây là để bạn biết rằng là tôi sẽ ở MS vào thứ hai tuần tới nha. Rồi Chas này mới trả lời là what's going on, có chuyện gì vậy? Nicole mới nói rằng là cái văn phòng này nè thì yêu cầu một cái buổi training là đào tạo và cái người hướng thì bất ngờ, cho nên là cô này sẽ đến để thay thế cái người instructor này, tại vì instructor này người ta đi công tác bất ngờ. Rồi Chad mới nói rằng là về bạn có định đặt máy bay không, và cái cô Nico mới bảo nói là not on short notice, tức là thông báo gấp quá làm không kịp và tôi sẽ lái, thì có nghĩa là cô này sẽ không thể đặt máy bay kịp và cô này sẽ lái xe. Khi nghe như thế thì Chad mới nói là ok, chúc may mắn nhé. Cho nên chỗ này thì not on short notice có nghĩa là gì, cô ta sẽ không đi bằng plane, bằng xe máy bay đâu. Thì đi trên đây có hỏi nè, cô có định đặt máy bay không, thì cô này nói not on such short notice là thông báo ngắn quá đặt không kịp ha, cho nên là cô này sẽ lái. Từ này có nghĩa là cô này sẽ không đi bằng máy bay, cho nên mình chọn câu B ha. Rồi đó là câu 54. Giờ những cái câu còn lại cô sẽ phân công cho các em nè, hỏi bạn ba câu ha. Rồi giờ Châu mình không mình giúp cô ha, tên của các bạn.
Đầu tiên là Hoàng Long. 56, 58, 59. Tiếp theo, Hoài Nam. 60, 61, 63. Duy Khang. 64, 65, 68. Kim Hà. 69, 71, 72. Ngọc Trân. 73, 74, 76. Bạn Anh. 77, 78, 79. Chí. 80, 81, 82. Tường Vi. 84, 85, 86. Viên. 87, 88, 89. Trúc. 90, 91, 92. Rồi, ok. Giờ các em có 3 câu ha. Giờ cô sẽ cho mình thời gian là 3 phút để em chuẩn bị 3 câu của mình. 3 phút cho các em nha. Rồi, ok. Giờ chúng ta tiếp tục ha. Mình sẽ đến với câu số 56. Rồi, mời Long. Rồi, Long ơi, mình bật mic lên xem nào. Cô đợi em chút, em cầm cái tai nghe nè. Cô nghe. Rồi con nghe rồi đó. Cô 56 hình như em chọn sai, sao em chọn B? Câu Thì này tại vì em dịch cho cô đi nè. em thấy ở cái bên trên ấy, cái chỗ mà sau during your first week with our company you win cái này em dịch nghĩa là bị thay đổi về cái vị trí làm việc nên em tưởng em chọn đáp án B. Must be transferred to another location. Ừ, bây giờ mình dịch câu hỏi cho cô trước nha Lâm. Câu hỏi này hỏi gì? À, theo như cái bà Sutter này thì điều gì có thể sẽ xảy ra sau 2 tuần?
Rồi, dịch câu hỏi đúng ha. Bây giờ câu này người ta hỏi là theo như cô này chuyện gì xảy ra sau 2 tuần thì mình nhìn lên đây. Thì mình sẽ thấy là cái từ 2 weeks ở đây là 2 tuần. Thì mình đọc ngay cái chỗ này nha. Trong suốt 2 tuần đầu tiên với công ty thì bạn sẽ học về những cái chiến lược của cái team và bạn nhận được những cái lợi ích khi làm việc tại chỗ này. Đúng không? Người ta chưa có nói là di chuyển địa điểm nha. Đó, rồi tiếp tục. Tức là 2 tuần đầu thì sẽ training nè, cho nên người ta nói là trong suốt 2 tuần này thì bạn sẽ học về những cái chiến lược của cái team và những cái lợi ích khi làm việc tại cái chỗ này. Rồi bạn sẽ làm việc từ 8:30 sáng cho đến 5 giờ chiều. After training, sau training tức là sau 2 tuần đầu nè, thì bạn sẽ được assign là chỉ định to a different worksheet, có nghĩa là chỉ định ca làm việc khác. Vậy có nghĩa là đầu tiên thì người ta phân ca làm việc như thế, nhưng mà sau 2 tuần training thì bạn sẽ được chỉ định để chuyển đổi cái ca làm việc khác. Và sẽ có thể nhận được những cái lợi ích thêm vào, ví dụ như ngày nghỉ nè, rồi nghỉ bệnh nè, rồi những cái giảm giá cho nhân viên. Cho nên từ chỗ này á, thì chúng ta sẽ chọn câu A, đó chính là cái lịch làm việc của cái cô này nè, của cái ông này nè, có thể thay đổi. Tại vì ngay chỗ này người ta nói là sau 2 tuần thì bạn sẽ được có thể được chỉ định cho cái ca làm việc khác mà cái ông này ông ta gửi nè. À, cho nên chỗ này thì mình sẽ chọn câu A thôi. Cái từ rồi, worksheet đúng rồi, là địa điểm. Shift là kiểu cái ca làm em nha, chứ về địa điểm. Em thường là đổi đổi đơn vị công tác. À, ok. Tiếp theo câu 58 của em. Câu 58 thì cái một trong những cái mục tiêu chính của cái triển lãm này là gì ấy? Thì ở cái đoạn bên trên ạ, nó đâu nhỉ? Nó thông báo là để cập nhật thêm một số cái bức tranh phác họa chân thực nhất và đời thực nhất về cảnh biển trên toàn thế giới sẽ được triển lãm vào ngày 15 tháng 6. Vậy nha, ở đây là đầu tiên mình dịch cho cái từ press release, tức là bài báo nha. Vậy bài báo này nó nói về cái gì? Thì em đọc tiêu đề bài báo thì nó nói về gì? Nói về triển lãm bảo tàng tranh. Người ta nói về triển lãm ở Sydney, đúng không? Thì mình nhìn vào cái tiêu đề bài báo thôi thì mình đã biết được là nó đang nói về triển lãm. Thì các em có thể đọc cái đoạn 1. Đoạn 1 người ta nói là ngày 3 tháng 6, đây là bài báo ở Sydney. Thì người ta nói là triển lãm là gần đây nhất ở cái bảo tàng là Catholic Art này nè. Thì mang chủ đề là Deep Water, nó sẽ mở cửa vào ngày 15 tháng 6. Thì triển lãm này nó sẽ có 38 bức tranh trừu tượng, nó khắc họa vẻ đẹp và cái sự rộng lớn của cái ocean là đại dương trên toàn thế giới. Và tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật thì nó được tạo ra bởi những cái nghệ sĩ ở Australia, ở Sydney. Và trong số họ thì có 6 cái bức thì được được làm bởi cái họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng của ông này. Vậy suy ra cái này nó đang nói về gì em? Đang nói về triển lãm. Đúng không? Thì tiếp tục người ta mới nói là triển lãm ngày mấy thì vé là bao nhiêu, vân vân. Cho nên toàn bộ bài này nó đều quảng cáo cho một cái show art, đây là nghệ thuật. Và nó sắp diễn ra về cái show nghệ thuật đây, tức là cái triển lãm. Cho nên đây mình chọn câu A. Rồi. Tiếp theo câu 59 của em. Câu 59 thì là cái ông Ben Stern này là ai? Thì ông ấy là một bác sĩ gì đấy ạ? Tại vì nó ở cái đoạn on the day of exhibition at the least one of the artists, là tức là vào cái ngày này thì một trong những cái nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia trả lời những cái câu hỏi của khách tham gia về việc khởi tạo dự án, và cái ông này thì chỉ có mặt vào ngày 30 tháng 6. Nhưng mà mình chưa chứng minh được là ông này là một cái người artist, một người nghệ sĩ. Chỗ nào có tên ông ta nữa đâu Long? Tìm cho cô nè. Em tìm tên của ông ta đi, Ben Stern này. Đoạn 1, mình nhìn cho cô đoạn 1, tên ông ta xuất hiện ở dòng máy. Em cứ lấy tay em tra thôi, mình tìm tên ông ta xuất hiện ở dòng máy của đoạn 1 Long. Ở dòng cuối á. Đúng rồi, dòng cuối thì ông này là cái gì? Oil painter mình dịch là gì? Nghệ sĩ tranh sơn dầu à? Đúng rồi, nghệ sĩ sơn dầu thì có phải họa sĩ không em? Có. Ừ, cho nên đây mình chọn câu đi thôi, đúng không? Giải thích đơn giản thôi. Nghe chỗ này người ta nói là gì? Trong số đó thì có 6 bức tranh
Họ được tạo ra bởi cái nghệ sĩ tranh sơn dầu là ông Harold Bastian. Thì ông ta là nghệ sĩ sơn dầu, là họa sĩ đó. Họa sĩ mà vẽ tranh sơn dầu. Cho nên chỗ này chọn câu đi. Ha. Rồi bạn Nam câu 60, 61, 63. Dạ câu 60 thì câu hỏi em dịch là cái điều gì được ngụ ý về cái buổi triển lãm, thì ở cái đoạn em chọn câu B bởi vì là ở cái đoạn cuối là ở đoạn cuối cô thì nó nói là vào ngày 23 tháng 7 thì cái phòng trưng bày nghệ thuật này ở nơi có các bức tranh về chủ đề đại dương từ các nghệ sĩ sẽ được thêm vào bộ sưu tập, thì em chọn câu B. Ok, rồi. Ở đây thì các em nhìn cho cô cái bài này nha. Ở đây người ta hỏi là cái gì ngụ ý. Ngụ ý tức là nó không nói rõ ra, mà mình phải suy luận một tí về cái triển lãm ở Melbourne. Thì em nhìn cho cô nha. Đây có phải là cái bài mà nó nói về triển lãm ở đâu? Ở Sydney. Toàn bộ cái này đều đang quảng cáo về triển lãm ở Sydney hết trơn. Nhưng mà cái đoạn cuối là người ta nói là vào ngày 23 tháng 7 thì cái triển lãm sẽ mở cửa tại cái phòng tranh này nè ở Melbourne. Tức là một cái triển lãm nhưng người ta có thể đem nó tại nhiều địa điểm, đúng không? Ví dụ như là tháng này thì người ta sẽ triển lãm ở phòng tranh này, nhưng tháng sau thì sẽ triển lãm ở một cái phòng tranh khác hoặc là ở một quốc gia khác. Thì trên đây nó là ở Sydney nè, nhưng ở dưới thì ngày 23 tháng 7 thì triển lãm này nè nó sẽ mở cửa tại cái phòng tranh ở Melbourne, nơi mà những cái bức tranh chủ đề Ocean, là chủ đề về đại dương nè, từ những cái người nghệ sĩ Melbourne sẽ được thêm vào bộ sưu tập. Có nghĩa là gì em? Có nghĩa là ở trên đây người ta nói là triển lãm ở Sydney thì có bao nhiêu bức tranh? 38 bức tranh. À, và tiếp theo ngày 23 tháng 7 thì người ta sẽ đem 38 bức tranh này nè, là cái triển lãm này nè, người ta đem đến Melbourne. Mà ngoài 38 bức tranh này thì người ta còn thêm những cái bức tranh của những cái người nghệ sĩ Melbourne ở đây vào bộ sưu tập. Tức là ngoài 38 bức này thì còn có những cái bức tranh từ những người nghệ sĩ Melbourne nữa. Cho nên mình suy ra là triển lãm ở Melbourne nó sẽ nhiều tranh hơn triển lãm ở Sydney. Đó, cho nên ở đây mình chọn câu B nè. Nó sẽ bao gồm nhiều bức tranh hơn là triển lãm ở Sydney. Ha, đó là câu trả lời của mình. Rồi, tiếp theo 61 luôn em. Câu 61 thì câu hỏi đó có nghĩa là mục đích của cái email này là gì? Thì em chọn câu C, có nghĩa là để xác nhận việc nhận tài liệu. Bởi vì thì em đọc các cái câu trả lời như câu A thì nó bảo là để báo cáo về tài liệu bị thiếu. Câu B thì là yêu cầu về cái chi phí. Còn câu C thì là để yêu cầu thêm về cái hình ảnh. Thì em đọc em thấy ba câu này thì nó không có liên quan đến, không có trong bài này, cho nên em chọn câu C ạ. Ok, em loại trừ ha. Rồi giờ mình nhìn cho cô câu này là mục đích của email. Thì những cái câu hỏi về mục đích đó, thì nó sẽ nằm ở đầu tiên, mục đích của lá thư, mục đích của email, thì mình sẽ đọc đoạn đầu tiên. Đoạn đầu tiên là người ta gửi cho cô Rose Kinky, đúng không? Thì người ta mới nói là cảm ơn cô vì đã tham gia vào cái contest, là cái cuộc thi này nè. Thi gì kệ nó, mình không cần dịch tên, thì cảm ơn cô vì đã tham gia vào cuộc thi này. Hôm nay chúng ta đã nhận được cái chủ đề, hai cái dự án của bạn mang tên là Old Restaurant Factory Restoration. Vậy người ta báo đúng không? Tức là hôm nay chúng tôi đã nhận được cái chủ đề của bạn rồi ha. Thì bao gồm cái chủ đề của bạn thì bao gồm 9 bức tranh và một cái file mà miêu tả 18 trang. Có phải là người ta báo với cô ta là hôm nay ban tổ chức đã nhận được bài của bạn rồi. Bài của bạn tên chủ đề này nè. Và trong đó thì có 9 bức tranh cộng theo là cái lời mô tả 18 trang. Rồi cái sự nộp bài của bạn á, thì đã được chuyển tiếp để xử lý và được chỉ định cho cái số là gì, B1298. Giống như cô là người tổ chức cuộc thi nè, khi mà các em gửi bài đến thì cô mới gửi mail lại cho em và cô xác nhận là bên tổ chức chúng tôi đã nhận được bài của bạn rồi, và cái số dự thi của bạn đó là B1298. Cho nên ở đây suy ra là người ta gửi email để chi, để xác nhận là người ta đã nhận được cái tài liệu. Tài liệu này là gì, là cái bài dự thi của cô ta đấy em. Đó, đó là câu 61 ha. Rồi câu 63 luôn em. Còn số 3 thì cái câu đó nó dịch ra là hãy sử dụng nó khi liên hệ với chúng tôi về cái đơn nộp. Thì cái câu này em không có làm được. Rồi giờ ha, hãy sử dụng nó thì phía trước nó phải đưa cho mình một cái gì đó, đúng không? Giờ mình đọc câu này là hãy sử dụng nó khi liên lạc với chúng tôi, ha, mà liên quan đến cái entry là cái bài nộp của bạn. Vậy thì ở đây mình đọc, mình nhìn vào từng cái thôi. Ví dụ cái số 1 đi. Chúng tôi đã nhận được bài của bạn rồi, tên bài của bạn làm vậy nè, và nó bao gồm 9 bức tranh và và một cái trang file miêu tả 18 trang. Hãy sử dụng nó khi liên lạc với chúng tôi là sao? Không liên quan, tại vì cái này là người ta gửi rồi, sao hãy sử dụng nó được. Tiếp tục nè, mình dịch tiếp nè. Cái bài nộp của bạn á, thì đã được chuyển tiếp cho cái việc xử lý, và cái số báo danh giống như là cái số nộp của bạn á, là B1298. Vì ở đây là người ta đã cung cấp cho mình gì em? Giống như là cái số hiệu mà nộp bài của mình là cái số báo danh của mình là 1298.
Và tiếp tục là gì? Làm ơn hãy sử dụng nó khi liên lạc với chúng tôi mà liên quan đến bài dự thi của bạn. Thế ở đây mình thấy nó phù hợp. Đó giống như là khi mà cô là người tổ chức đi. Đó, các em nộp bài cho cô thì mỗi bạn cô đều cho một số thứ tự là ví dụ bạn này số 1, bạn này số 2, bạn này số 3. Vậy khi mà liên lạc với cô thì các em chỉ cần nói là em là người dự thi mã số mấy thôi. Thì cô sẽ có những cái tài liệu của em và cô tìm thì nó sẽ dễ dàng hơn so với em đọc tên. Ha, cho nên chỗ này thì mình sẽ chọn câu B là nó phù hợp. Sử dụng nó ở đây tức là sử dụng cái số này nè. À, đây mình thấy là entry này, đây entry. Thấy không, nó kết nối với nhau nè. Cho nên ở đây mình sẽ chọn câu B ha. Rồi, tiếp theo bạn Khang 64, 65, 68. Cô câu 64 nó hỏi là tại sao bài báo này được viết, thì em chọn câu C là để thảo luận về sự sáp nhập của hai công ty. Dẫn chứng là dòng đầu tiên là vào ngày 5 tháng 5 thì hai công ty là Warner and Annette thì nó thông báo rằng sáng nay nó đang sáp nhập với công ty luật Philadelphia ở Hamilton để mà tạo ra Warner Hamilton and Associates. Đúng rồi, chính xác ha. Bài này người ta hỏi là cái tại sao là cái bài báo này được viết, tức là cái mục đích đúng không? Thì ngay đây là cái mục đích của nó đó. Ngày 5 tháng 5 thì một cái công ty luật ở Boston tên là Warner và Annis, hai cái công ty luật nó tên vậy. Tức là cái công ty này ở Boston thì nó thông báo vào sáng nay rằng nó đang merge, là nó đang sáp nhập với một cái công ty luật ở vùng Philadelphia. Và công ty này tên là Hamilton John để tạo thành một cái công ty chung của nó. Thì nó công ty chung thì nó lấy tên của hai đứa luôn nè. À, cái đứa đầu tiên là Warner và Agnes đúng không, và công ty thứ hai là Hamilton John. Thì khi mà nó sáp nhập lại thì là gì? Warner Hamilton and Associates đúng không, cái tên của chung, tại vì hai công ty nó sáp nhập chung thì nó tạo thành công ty lớn là này với hơn 655 luật sư. Ghê ha, công ty này khá là lớn, 655 luật sư. Thì việc sáp nhập này nó sẽ tạo là cái công ty này là một trong những công ty luật mà nó lớn nhất ở miền Bắc nước Mỹ luôn đó. Cho nên ở đây thì mình thấy là đọc tiêu đề thì mình biết được nó đang đề cập về cái sự sáp nhập của hai công ty, và tiếp theo thì nó sẽ thảo luận về sự sáp nhập đó. Cho nên chỗ này chọn câu C chính xác. Câu 65 đi. 65 nó hỏi là cái công ty vừa được sáp nhập lại thì nó sẽ dự định nó sẽ làm cái gì, thì em chọn câu B là nó sẽ mở rộng sang một thành phố thứ ba, là dẫn chứng là ở chỗ we look forward to continue our research in Boston and Philadelphia, Mình dịch sao đây? là nó nói là chúng tôi đang tiếp tục hoạt động và tiếp tục hoạt động ở công ty Boston and Philadelphia và sẽ mở rộng thêm một cái văn phòng ở headquarters. Ừ, đúng rồi, chính xác ha. Thì mình biết được là cái công ty này nó là gì, nó là công ty sáp nhập đúng không, và nó nói như thế này: chúng tôi ha mong đợi là sẽ tiếp tục hoạt động ở đâu, ở Boston và ở Philadelphia. Tức là ở đây là hai thành phố rồi nè. Thứ nhất là nó hoạt động ở Boston, thứ hai là nó hoạt động ở Philadelphia, và nó mong đợi là sẽ mở thêm một cái chi nhánh văn phòng nữa ở đâu, ở Hartford trong vòng 12 tháng tới. Vậy có nghĩa là gì? Nó đang mong muốn mở rộng đến một thành phố thứ ba luôn nha. Cho nên chỗ này thì mình sẽ chọn là câu B này, nó expand là mở rộng đến thành phố thứ ba trong 12 tháng nữa nè. Thì nó mong đợi là nó sẽ mở thêm một cái chi nhánh nữa, một cái văn phòng nữa ở vùng Hartford. Thì đây là cái thành phố này. Thì suy ra là nó đang dự định là mở rộng đến thành phố thứ ba luôn. Mình chọn câu B chính xác. Rồi, câu 68. 68 nó hỏi là hàm ý của cái tạp chí này nó cái gì, em chọn câu C là nó phải dựa vào quảng cáo để nó có thể được cấp vốn, tài trợ cấp vốn. Thì dẫn chứng là ở chỗ it is extremely fortunate, nguyên câu đó. Thì nói là chúng tôi không đủ tiền để mà nếu mà các quảng cáo này nó nếu mà không có gắn cái quảng cáo này để xuất và nó để xuất bản cái tạp chí nữa. Đúng rồi, chính xác. Tức là nếu mà không có quảng cáo này thì sẽ không đủ tiền để xuất bản tạp chí được. Cho nên từ đó mình suy ra là
cái chỗ mà xuất bản này nè, nó sẽ nhờ vào quảng cáo rất là nhiều để nó xuất bản lên tạp chí. Thì mình đọc cái bài này nha. Bây giờ câu hỏi này, người ta hỏi là mình ngủ cái gì về tạp chí này, thì em đọc đoạn đầu tiên. Đoạn đầu tiên là gửi cho bà Palani đi. Người ta nói là tôi có một số những cái thông tin liên quan đến cái bài báo mà nó được xếp lịch là nó sẽ sắp sửa xuất bản trong cái ấn phẩm tiếp theo trên tạp chí này. Hôm qua thì tôi vừa biết rằng một trong những cái người quảng cáo lớn thì đã cancel, là gì em, hủy cái hợp đồng với chúng tôi, và kết quả là chúng tôi phải giảm lại số lượng trang trong cái ấn phẩm tiếp theo. Có nghĩa là bây giờ người ta quảng cáo, em thấy là trên tạp chí, trên báo rồi thì thường đăng quảng cáo để chi, tại vì những người quảng cáo đó người ta sẽ trợ cấp tiền cho cái chỗ mà tạp chí đó, cho nên đó là lý do sao mà người ta đăng quảng cáo. Nhưng mà ở đây người ta nói rằng là một trong những nhà quảng cáo lớn đã hủy cái hợp đồng với họ rồi, cho nên kết quả là gì, giờ họ phải giảm số lượng trang cho tạp chí lại chứ không đủ tiền để xuất bản nguyên bản full luôn, bây giờ phải giảm số trang. Và người ta nói là chuyện này nó cực kỳ thật không may mắn luôn, nhưng mà họ we just do not have enough money, chúng tôi thật sự không đủ tiền nếu mà không có những cái quảng cáo đó để mà có thể xuất bản tạp chí ở cái khổ mà thông thường. Ví dụ thông thường là cái tạp chí đó sẽ là 30 trang đi, nhưng mà bây giờ người ta không cho mình, nếu người ta không hỗ trợ tiền nữa thì bây giờ không đủ để xuất bản 30 trang, mà chỉ là có thể xuất bản tầm 20 trang thôi, kiểu như thế. Cho nên từ đó mình dựa vào đó thì mình sẽ chọn câu C. Nó dựa vào quảng cáo cho cái, tức là cái nguồn tiền của nó thì chủ yếu là nó dựa vào quảng cáo. Rồi, câu C ha. 68 xong, tiếp tục Hà 69, 71, 72. Dạ thưa cô, là 69, em chọn câu A. Em dịch là cái bà này làm thế nào để như là cắt giảm bớt cái trang đó, ê, để như là kiểu như là sửa đổi cái bài của mình á. Thì em ở đoạn đoạn 2, cái dòng 2 dòng 3, em dịch là trong khi là 8 cái trang này á là nói về cái việc nhiếp ảnh gia về ẩm thực á thì rất là tuyệt vời, nhưng mà để giảm bớt, kiểu như là để giảm bớt lại thì chúng ta cần cắt khoảng 30%, nên là em mới chọn là câu câu A. Đúng rồi, chính xác ha. Thì ngay chỗ này là tại vì đầu tiên người ta mới nói rằng là gì, giờ cái người quảng cáo người ta không, người ta hủy hợp đồng rồi, cho nên bây giờ cái ấn phẩm của mình là nó phải ngắn lại thôi nha. Vì thế là mình không đủ tiền, cho nên là gì, nó không thể nào nó fit với cái current format, tức là cái khổ hiện tại. Vậy tiếp tục người ta mới nói rằng là gì, trong khi mà cái câu chuyện 8 trang của cô á, làm việc như là một cái chuyên gia chụp hình về thức ăn á, rất là tuyệt vời. Nhưng mà để có thể phù hợp với một cái ấn phẩm nó slim hoặc là nó ngắn hơn thì buộc lòng nó phải bị cắt là gì, 30%. Đó, giờ người ta yêu cầu tác giả là đầu tiên cô này nộp cái bài của cô ta là 8 trang lận, nhưng mà ông này ông mới nói rằng là gì, giờ 8 trang thì không được đâu, cho nên bây giờ mình cắt giảm 30% đi. Cho nên ở đây suy ra là cô này sẽ làm cho nó shorter, ngắn lại, giảm lại 30%. Chọn câu B ha. Tiếp theo 71 nha. Dạ thưa cô, là 71 nó hỏi là trong các số 1, 2, 3, 4 thì cái câu này là thuộc về vị trí nào là tốt nhất? Em dịch là tất nhiên đây là sự lựa chọn của bạn và tôi tôn trọng những cái quyết định của bạn. Tại bình thường em thấy mấy câu này kiểu ở cuối khi em chọn số 4 luôn. Ok. Rồi, giờ ha, mình nhìn là tất nhiên đây là sự lựa chọn của bạn. Tức là người ta sẽ đưa ra sự lựa chọn, đúng không? Và tức là câu này chọn gì cũng được trơn. Mình đọc câu này mình sẽ hiểu là đây là sự lựa chọn của bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào. Thì có nghĩa là trước đó người ta sẽ đưa cho cô này hai sự lựa chọn, và sau đó thì người ta lịch sự hơn thì người ta nói câu này để mà cô thoải mái lựa chọn, đúng không? Sự lựa chọn là của cô, nhưng mà chúng ta sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định cái gì. Thì mình hiểu được cái bài này người ta đang nói về gì, giống như là một cái đại diện của cái nhà báo, nhà xuất bản á, người ta viết cho cái cô tác giả này và người ta bảo là bây giờ tình hình đang rất là khó khăn rồi, bây giờ mất đi hợp đồng quảng cáo cho nên không đủ tiền nữa, vì thế mọi thứ đều phải cắt giảm. Và cái bài của cô thì hay đó, 8 trang đó, nhưng mà bây giờ phải cắt lại 30% thôi. Rồi bây giờ mình dịch tiếp nè. Mặc dù tôi rất là chân thành hy vọng là cô có thể đồng ý là xuất bản cái bài báo của cô trong ấn phẩm tiếp theo, nhưng mà tôi cũng hiểu rằng là nếu mà cô muốn là xuất bản mà nó in full, là tức là xuất bản 8 trang là xuất bản theo cái khổ là không cắt trong lần sau. Tuy nhiên tôi phải để cô biết rằng ngành công nghiệp tạp chí thì nó luôn luôn, nó không phải là luôn luôn stable, là vững chãi. Tức là ngành công nghiệp tạp chí thì lúc nào cũng biến động hết trơn, chứ nó không có stable, là ổn định đâu.
ha, và vì lý do đó thì tôi không biết liệu rằng là sẽ còn chỗ cho các câu chuyện của cô trong tương lai hay không. Đó, vì ý của ông này nói là vậy. Nếu mà lần này cô muốn xuất bản á, thì cô phải cắt giảm lại 30%. À, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu nếu mà cô không muốn xuất bản lần này, tại vì đôi khi cái bài của người ta thì người ta không muốn cắt. Thì ông này mới nói là nếu mà cô không muốn cắt thì có thể để lần sau. À, lần sau ai biết đâu là người ta tìm được cái nhà quảng cáo thì người ta lại có thể xuất bản full được thì sao? Đó, nhưng mà ông này mới nói là ngành công nghiệp quảng cáo thì nó không phải là lúc nào cũng là stable đâu, nó không có ổn định đâu. Cho nên không biết là lần sau còn chỗ cho cô xuất bản cái bài của cô không. Đó, thì ở đây là người ta đang đưa cho cô hai sự lựa chọn. Nếu mà muốn xuất bản lần này thì sao? Giảm lại 30%. Không muốn xuất bản lần này thì để lần tới. Thì có thể là đôi khi là may mắn tìm được cái nhà tài trợ thì mình có thể là xuất bản được nguyên khổ, nguyên bản nó luôn, không cần cắt giảm. Nhưng mà lần sau thì ai biết đâu, lỡ mất luôn nhiều nhà tài trợ thì không còn cái tạp chí này nữa thì sao? Cho nên ở đây thì mình sẽ chọn cái câu cuối này. Tất nhiên sự lựa chọn là của bạn, tại vì trước đó người ta đang đưa cho cô này hai sự lựa chọn. Ha, và tất nhiên sự lựa chọn là của bạn, và chúng tôi sẽ tôn trọng bất cứ cái quyết định nào của bạn. Cho nên chỗ này chọn câu đi nó phù hợp hơn ha. Rồi, đó là câu 71. Tiếp theo câu 72. Dạ thưa cô, là câu 72. Em chọn câu câu B. Em dịch là cái điều gì mà cái công ty của cái ông này làm cho. Em cũng biết gì đúng không, mà em nghĩ là vậy. Ở đoạn đầu tiên luôn là chúng tôi muốn đặt 10 cái áo thun, có để tên công ty và cái logo, 4 cái nhỏ, 2 cái vừa và 4 cái lớn. Thì bạn có thể hoàn thành cái đơn này vào thứ 6 hay không? Nên là em nghĩ là kiểu như là câu A là, câu B là nó đã hoàn thành đơn của ông này trước đó. Em nghĩ là chọn vậy, tại em thấy câu A, C, D nó không có hợp lý lắm. Rồi giờ nha, mấu chốt của câu này nè, em dịch được cái từ another là mình sẽ làm được. Another em dịch sao đây? Câu là 10 cái áo t-shirt khác nhau. Another, order mình dịch là khác nha. Nhưng mà another nó mang tính chất là thêm vào nha, tức thêm 10 cái áo sơ mi nữa. Another có nghĩa là thêm nha các em. Đó, tính chất tức là hồi trước đã có rồi, bây giờ thêm nữa, chứ nó không mang nghĩa là khác. Còn cái từ order mới là khác, còn another mang tính chất thêm vào. Đó, thì ở đây nó là ô chào Chichester nha, chúng tôi công ty chúng tôi là Manalook và logo của nó, và chúng tôi cần 4 cái size S nè, 2 cái size M, 4 cái size L. Bạn có thể hoàn tất đơn hàng này trước thứ 6 hay không? Để dựa vào cái từ another thì có nghĩa là trước đó đã đặt rồi và bây giờ đặt thêm 10 cái nữa nha. Từ đó thì mình có thể suy ra, quan trọng là cái chữ này nè, mình dịch được cái chữ này mình mới làm được ha. Vì từ đó mình suy ra đó chính là người ta hỏi là chúng ta có thể chỉ gì về cái công ty của cô Chichester đây. Thì cái công ty cô này đã từng hoàn tất đơn hàng cho ông Guru trước đó. Thì ngay chỗ này mình thấy đó, đúng không? Ông Guru mới nói là tôi muốn đặt thêm 10 cái nữa, thì có nghĩa là trước đó ông đã từng đặt rồi, đúng không? Bây giờ đặt thêm của cô Chichester này. Cho nên suy ra là đã từng hoàn thành cái đơn hàng trong này trước đó là câu B ha. Rồi, bạn Trân, 73, 74, 76. Dạ, cô, câu 73. Nó hỏi là tại sao cái ông Kirill này lại đặt áo mới? Thì đáp án A là ổng đã bổ sung thêm nhân viên mới. Dẫn chứng là ở chỗ 1:38 ổng có nói là since we have employees starting this Friday, là vì chúng tôi có nhân viên bắt đầu làm việc vào ngày thứ 6 này, tức là hiện tại thì nhân viên vẫn chưa có làm việc mà nó chỉ bắt đầu vào ngày thứ 6, là ổng đã tuyển thêm nhân viên mới. Đúng rồi, chính xác ha. Dựa vào đây nè các em. Vậy thì ổng đặt thêm chi? Sao đặt thêm có 10 cái? Ha, thì ngay chỗ này nè. Thì mình dịch nha, tức là ông này mới nói cô Chichester là đặt thêm đúng không? 2 cái 4 cái size S, 2 cái size M, 4 cái size L. Rồi, có thể nào thứ 6 lấy trước thứ 6 được hay không? Thì cô này nói là vậy thì đặt bây giờ thì 2 ngày nữa lấy. Nha, cho nên là cần đóng thêm phí là 75 đô, tại vì đặt nhanh quá mà rush order là đặt nhanh. Đặt có 2 ngày lấy cho nên đóng thêm 75 đô. Ông này mới nói là có thể nào tránh được cái phí này hay không? Thì cô này nói là nếu mà tránh cái phí ấy, thì bằng việc cách là chọn lấy trong 5 ngày. 2 ngày thì phải đóng 75 đô, còn 5 ngày lấy thì nó không cần phí. Nha, thì do order là đơn hàng của bạn sẽ được sẵn sàng vào thứ 2 tuần tới. Thì ông này mới nói là tôi đoán vậy là không được rồi.
tại vì nhân viên bắt đầu làm vào thứ sáu. À, và bạn của làm giờ cho nên không có thể lấy hay, tức là gì, ông này muốn đặt thứ sáu trước thứ sáu lấy để chi, để thứ sáu là nhân viên này bắt đầu làm để mà nó có áo đồng phục đó mà, thì suy ra nhân viên nó bắt đầu làm vào thứ sáu, có nghĩa là đây là những người nhân viên mới nè, cho nên bây giờ phải đặt đồng phục về cho nhân viên này làm cho mà, do đó suy ra là ông đặt áo vì sao, vì có nhân viên thêm là mới được tuyển. Chọn câu A ha. Rồi 73 xong. 74. Dạ 74. Hỏi là ở 1:38 thì cái ông này ông nói là tôi đoán là không được rồi, có nghĩa là gì? Đó là ông ấy cái việc ông ấy đang ngủ ý cái việc phải trả thêm 75 đô khoản phí. Thì như ở chỗ 1:32 thì cái cô Chichester này cũng có nói là chỉ có 2 ngày kể từ ngày hôm nay thì phải trả thêm 75 phí nữa. Xuống dưới thì ông hỏi là làm sao để tránh được khoản phí đó, thì cô mới nói là nếu mà kiểu như ông không muốn trả phí thì ông phải đặt theo kiểu tiêu chuẩn là 5 ngày, thì đến ngày thứ hai đơn hàng của ông mới có, thì ông mới nói là ông đoán là không được, tức là ông không thể trả thêm cái khoản phí đó. Đúng rồi, chính xác. Thì ông đoán là không được rồi, vì sao? Vì là nhân viên là thứ sáu nó làm rồi và thứ hai lấy thì áo đâu đó mà, cho nên là đoán là không được, tức là không thể nào mà tránh được cái phí này rồi, vì thì phải trả thêm 75 đô thôi để lấy nhanh về trước thứ sáu để nhân viên thứ sáu bắt đầu làm. Cho nên từ đây mình chọn là gì, ông nói là tôi đoán là không thể nào được, tức là không thể tránh được cái phí đó, có nghĩa là ông ta sẽ trả 75 đô và vì cái phí đặt hàng nhanh. Chọn câu ai, cái thứ hai sao thì nhân viên đâu có áo đâu mà. Rồi tiếp theo câu 76 nha. Dạ thưa cô, câu 76 hỏi là tại sao cái khu vực đậu xe lại bị đóng cửa? Thì đáp án đúng là câu D, là có một dự án mới đang dự kiến sẽ bắt đầu. Dẫn chứng là ở câu đầu tiên của cái email này, có ổng nói là I just want to remind everyone tới June 18, tức là ông nói là tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng các đội nhóm sẽ bắt đầu xây dựng một cái trung tâm dinh dưỡng mới vào ngày 18 tháng 6. Do đó là phải đóng cửa để cái đội này nó thi hành cái dự án của cô. Ok. Rồi, các em nhìn nha, câu 76 người ta hỏi là tại sao cái bãi đỗ xe này bị đóng đây? Bị đóng lý do là gì? Bạn chọn câu A là một cái dự án xây dựng nè, nó sắp sửa được bắt đầu. Thì nghe chỗ này, đây là cái lá thư thông báo cho đồng nghiệp, đúng không? Người ta nói là tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng những cái đội ngũ làm việc sẽ bắt đầu cái việc xây dựng hai cái trung tâm này nè vào ngày 18 tháng 6. Thì tiếp tục người ta nói là 18 tháng 6 người ta xây, cho nên là từ ngày 15 tháng 6, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, thì cái khu vực đỗ xe F và G này nó sẽ đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 8. Nha, khi mà cái việc xây dựng này nó được dự kiến là sẽ hoàn thành, có nghĩa là người ta xây, cho nên là bây giờ là cái khu vực đỗ xe này sẽ dự kiến là đóng cửa đến ngày 20 tháng 8 ha. Ngày này là tức là cái ngày mà dự kiến là hoàn thành xong cái việc xây dựng này thì người ta sẽ mở lại, cho nên suy ra đóng cửa vì sao? Vì sắp sửa xây dựng này thì mình sẽ chọn là câu D thôi, chính xác. Rồi bạn Anh, 77, 78, 79. Thưa cô, là câu 177 là theo email thì ai sẽ nhận được một nhãn dán đậu xe tạm thời? Em chọn câu B là bất cứ ai thường đỗ xe ở khu vực F và G. Dẫn chứng là ở đoạn thứ hai ở email là chỗ mà bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 thì khu vực đỗ xe F và G sẽ đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 8. Khi việc xây dựng dự kiến hoàn thành thì nhân viên được chỉ định chỗ tại các khu vực F và G sẽ được cấp nhãn dán đỗ xe khách tạm thời và đậu trong nhà để xe của khách. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi thì câu này là bạn nhìn thấy là có một cái keyword, người ta hỏi rằng là theo như email thì ai nhận được cái sticker đây, cái thẻ dán đỗ xe, thì mình thấy được sticker thì mình đọc thôi. Vậy ai nhận được đây thì mình tìm ngay chỗ này có từ sticker, đúng không? Người ta nói là nhân viên hiện tại mà đỗ xe ở khu vực F và G này nè sẽ được cho một cái thẻ đỗ xe khách tạm thời và phải đậu trong cái khu vực xe khách. Tại vì bây giờ cái nhà xe này F, G nó đóng rồi, thì bây giờ mọi người đỗ xe đó thì phải làm sao? Cho nên người ta cho một cái thẻ, và cái thẻ này là được đỗ xe ở khu vực đỗ xe cho khách. Cho nên suy ra là những ai mà đỗ xe ở khu vực F và G này thì được cho cái sticker này ha. Chọn câu B, chính xác.
Rồi tiếp theo 78 thôi. Câu 178 là tại sao nhân viên nên hạn chế các chuyến đi của họ để đến tòa nhà an ninh? Em chọn câu B là để có ít xe hơn trong khu vực. Dẫn chứng là ở câu đầu tiên, đoạn cuối cùng của email là để giúp loại bỏ tình trạng giao thông quá mức thì làm ơn hãy đến, làm ơn chỉ ghé thăm những nơi đó khi thực sự cần thiết. Rồi, chính xác ha. Rồi, giờ các em nhìn cho cô tiếp tục câu số 78. Ta hỏi là tại sao nhân viên nên limit, là gì? Hạn chế cái việc đến cái security building và tòa nhà an ninh. Thì mình sẽ tìm cái chỗ nào có tòa nhà an ninh trước đi nha. Rồi, giờ mình tìm cho cô chỗ nào có tòa nhà an ninh. Thì mình thấy đây. Đúng không? Mình đọc cái đoạn này. Rồi, a construction asset road, tức là cái đường mà liên quan đến cái việc xây dựng á, thì sẽ được tạo ra bằng việc là đóng cái cửa chính lại. Ha. Close the entrance and exit road to parking F và G. Tức là người ta đóng cái cửa, cái lối vào và lối ra của các bãi đỗ xe F và G này nè. Và điều này nó sẽ block, là nó chặn luôn cái lối vào cái tòa nhà an ninh cũng như là lối vào cái hồ. Tại vì xây dựng mà, cho nên là cái việc xây dựng nó rất là phiền phức, thì nó phải chặn luôn cái lối vào của tòa nhà an ninh và cái hồ. Nếu mà em chặn như thế thì em thấy là rất là nguy hiểm, tại vì tòa nhà an ninh mà lỡ người ta có vấn đề gì thì chặn rồi, người ta đâu có vào được. Do đó là gì? Tuy nhiên, người ta nói là một cái entranceway là một cái lối vào thay thế tạm thời đến những cái khu vực này. Khu vực này tức là tòa nhà an ninh và cái hồ này nè, sẽ được create, là tạo ra. Tại vì ở đây bị block rồi, bị chặn rồi, cho nên người ta sẽ tạo ra một cái lối vào mà tạm thời thôi. Nhưng mà để giảm lại cái việc là giao thông quá tải thì hãy đến những khu vực này chỉ khi thật sự cần thiết thôi. Có nghĩa là người ta tạo ra một cái lối thay thế, nhưng mà tại vì cái lối, tất nhiên là cái lối thay thế đó nó sẽ nhỏ thôi, người ta không có xây dựng đàng hoàng đâu, nó sẽ nhỏ thôi, cho nên người ta yêu cầu là gì? Hãy đến những nơi này khi thật sự cần thiết thôi, và để tránh cái tình trạng là ùn tắc giao thông. Do đó thì chỗ này người ta hỏi là tại sao phải hạn chế cái việc vào đây? Hạn chế để chi? Để tránh tình trạng kẹt xe giao thông đi. Cho nên mình chọn câu B này, để ít xe có thể là vào khu vực. Mình hạn chế mình vào để là có ít xe thôi, chứ mình vào nhiều quá thì nhiều xe nó sẽ gây ra tình trạng là kẹt xe. Cho nên chỗ này mình chọn câu B. Rồi, đó là câu 78. Tiếp theo 79 thôi. Câu 79 là điều gì đã thay đổi sau khi email được gửi vào ngày 10 tháng 6? Em chọn câu D là một số khu vực đậu xe sẽ bị đóng cửa trong bao lâu? Cái đó là dựa vào dẫn chứng của khung thứ hai đó, cái đó đó cô. Em xem ngay cái tiêu đề là khu vực F và G đóng cửa vào ngày 10 tháng 9, nên là em chọn câu D. Vậy lúc đầu cái thông báo là đóng cửa vào ngày mấy em? Dạ, lúc đầu là thông báo là đóng cửa vào ngày ngày 20 tháng 8. Đúng rồi, chính xác. Lúc đầu nó thông báo là gì? Khu vực F và G này sẽ đóng cửa đến ngày 20 tháng 8 thôi. Nhưng mà chắc là cái việc xây dựng này nó kéo dài hơn dự kiến hay sao đó. Cho nên ở dưới nó attention staff là nhân viên chú ý, thì khu vực đỗ xe F và G sẽ đóng cửa đến ngày 10 tháng 9 luôn. Tức là nó kéo dài hơn một tháng. Lúc đầu thì suy ra là tháng 8 thôi, nhưng mà bây giờ tận tháng 9. Cho nên người ta hỏi là cái gì nó thay đổi sau khi email này được gửi? Thì cái sự thay đổi tức là gì? Là cái khu vực đỗ xe này nó sẽ được đóng trong bao lâu? Đúng không? Nó thay đổi về cái thời gian đóng. Cho nên chỗ này mình chọn câu D. Lúc đầu thì thông báo là người ta đóng cửa đến ngày 20 tháng 8 thôi, nhưng mà bây giờ thông báo lại là 10 tháng 9. Cho nên cái thời gian mà cái bãi đỗ xe đóng cửa nó bị thay đổi rồi. Mình chọn câu D ha. Rồi, đó là câu 79. Tiếp theo bạn Chí, câu 80, 81, 82. Thưa cô, câu 80 thì nó hỏi là tại sao mà cái xe của mấy nhân viên này thì nó bị kéo đi. Em chọn là câu A là tại vì nó bị đậu gần cái lối đi mà dành cho người đi bộ. Là dẫn chứng là cái đoạn 2 của cái thông báo thứ hai, đầu đoạn 2, là những chiếc xe sẽ được kéo đi chỗ khác ngay lập tức nếu mà đậu gần cái lối đi dành cho người đi bộ, bao gồm là walkway, temporary grass area and construction tents. Chính xác. Thì ngay chỗ này mình thấy có keyword nè. Đây, chữ cái này, cái chữ town là kéo.
hỏi là tại sao mà một số xe nó sẽ bị kéo đi. Nếu mà kéo đi thì lý do là gì? Thì ở đây người ta nói rằng là gì? Car, xe sẽ lập tức bị kéo đi nếu mà đậu gần cái khu vực dành cho người đi bộ. Ví dụ như là walkway là cái vỉa hè, hoặc là những cái nơi mà người ta nghỉ tạm thời, hoặc là cái lều xây dựng. Cho nên là xe mà đậu gần đó sẽ bị kéo đi. Thì lý do xe bị kéo đi là sao? Do đậu gần cái lối đi bộ. Trên đó có rõ ràng, hai cho nên mình chọn câu ai. Rồi, câu 81 như thế này. Câu 81 thì nó hỏi là loại hình kinh doanh của cái Woodcroft này là cái gì? Thì em chọn là câu B là cái cửa hàng quần áo. Thì nó tại vì ở trong cái phiếu mà khảo sát thì cái dòng thứ hai là nó nói là cái dòng thứ hai thì nó nói là mấy cái vật phẩm này thì có sai của bạn hay không, hoặc là cái dòng thứ ba nó nói là cái phòng thay đồ này thì nó có sẵn không, thì em nghĩ là cái bán quần áo. Đúng, chính xác ha, dressing room là phòng thay đồ. Bây giờ cô chỉ em cách ha, cho bạn giải thích đúng nè. Cả lớp mình nhìn, người ta hỏi là cái loại hình kinh doanh của Woodruff là cái gì, thì em tìm cho chỗ nào có Woodruff đi. Đây là cái bạn khảo sát, người ta nói sao, bạn hãy dành vài phút để hoàn thành bản khảo sát về cái shopping experience, trải nghiệm mua sắm của bạn tại Woodruff. Tại Woodruff là cái gì đó, nhưng mà nó sẽ bán đồ để người ta mua sắm, đúng không? Và đây là cái bản khảo sát. Thì bản khảo sát này nó có những cái mục đề ra để mình đánh. Thứ nhất là cái cửa hàng này nó sạch sẽ, nó gọn gàng, thì cho 4 điểm. Tiếp tục là có nhiều mẫu mã ở nhiều size cho bạn lựa chọn, thì ta đánh 5 điểm. Tiếp tục là cái phòng thử đồ, thì nó có cho tôi để sử dụng, thì 5 điểm. Vậy suy ra kinh doanh gì mà có phòng thử đồ, mà có đồ ở nhiều kích cỡ, thì là cái clothing store, cái cửa hàng quần áo. Cho nên mình chọn câu B chính xác. Rồi, 82 luôn em. Cô 82 thì câu này nó nói là cái bà này thì có thể đồng ý về cái gì, thì em chọn là câu C là nó cái giá tiền ở đây thì nó rất là có thể là nó rẻ. Ừ, chỗ nào chứng thì là cái đánh giá thứ năm ạ. À, cái vật phẩm ở đây thì có giá rất là cạnh tranh so với các cửa hàng khác. Ừ. Đúng rồi, bà cho mấy điểm? Bà cho 5 điểm. Rất đồng ý. Okay. Tức là bà ta đồng ý nha. Thì đây có những cái mục nè, mà trong cái mục này thì item đây mình gọi là quần áo nha. Quần áo ở đây thì price well, giá của nó rất là tốt khi so sánh với những cửa hàng khác. Tức là quần áo ở đây thì giá nó rất là ok khi mà so với những cửa hàng khác, thì có nghĩa là gì? Là giá nó không có mắc, giá nó được, giá nó rẻ đấy em. Cho nên chỗ này cô này đồng ý cũng mới cho tận 5 điểm. Vì thế cái cô mà làm khảo sát nè, tên là cô Torres nè, đúng không? Thì người ta hỏi rằng là cái cô này nè, đồng ý cái gì? Ha, về cái cửa hàng này thì cô đồng ý là cái món hàng ở đây thì nó inexpensive, là không có mắc. Nha, cho nên chọn câu C. Giá của nó tốt khi mà so sánh, tức là giá nó không mắc. Rồi, tiếp tục bạn Vi 84, 85, 86. Dạ, thưa cô, là câu 84 là cái khả năng dự định Woodcroft có khả dự năng dự định làm gì nhất? Ừ. Là em chọn câu A là dạy hướng dẫn nhân viên của mình trở nên thân thiện và hữu ích hơn với khách hàng. Là em lấy ý trong câu là we plan to improve this area with training soon. Mình định sao em? Dạ, chúng tôi dự định sẽ sớm cải thiện lĩnh vực này với cái việc đào tạo. Nhưng mà sao em biết là cái khía cạnh này là cái khía cạnh nói về mấy người mà nhân viên? Dạ, tại vì cái kêu là ở trên nó nói là we were happy to learn that you overall experience shopping. Thì em nghĩ shopping thì nó sẽ nói về nhân viên nhiều hơn. Rồi, ok ha. Giờ nè, các em nhìn thấy câu này, người ta hỏi rằng là cái cửa hàng quần áo này dự định làm gì. Thì đây, khi mà cô này làm cái bản khảo sát thì em để ý là có một điểm rất là thấp, đúng không? 4 năm thì ok rồi, cao nè, nhưng mà có 2 điểm thôi nè. Thì cái mục này là sell people were cultured and attentive to me, là những người bán hàng thì lịch sự và chú ý đến tôi, thì cô này cho 2 điểm. Tức là mấy người bán hàng ở đây rất là không lịch sự luôn, cho nên cô cho điểm cực kỳ thấp. Vậy thì khi mà cô này làm khảo sát rồi thì chủ của cửa hàng á, người ta gửi lại cho cô này một cái lá thư
Người ta mới nói là cảm ơn cô vì đã dành thời gian hoàn thành khảo sát vân vân các kiểu. Đoạn thứ hai, chúng tôi rất vui khi biết rằng là cái trải nghiệm tổng quát của cô, tức là overall là nói chung á, thì trải nghiệm của cô là một cái trải nghiệm tích cực, tức là tốt. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc khi thấy là bạn chia sẻ một cái khía cạnh mà bạn không hài lòng, hay mà phần lớn mọi người đều không hài lòng với cái khía cạnh này khi mà đã trả lời với cái khảo sát này. Tôi muốn bạn biết rằng là chúng tôi thực hiện khảo sát này một cách nghiêm túc, cho nên chúng tôi sẽ improve là cải thiện cái khía cạnh này với cái buổi training sớm thôi. Vậy tức là người ta đang nói khía cạnh này là cái việc gì em? Là cái việc nhân viên. Tại vì người ta nói tổng quan thì cô đều đánh giá tốt, nhưng mà có một cái mà cô đánh giá không tốt. Cho nên chúng tôi muốn biết, cô biết rằng là chúng tôi đang thực hiện rất là nghiêm túc. Vì thế chúng tôi sẽ cải thiện với sự training. Vậy cải thiện là cải thiện gì? Là cải thiện cái vấn đề này. Tức là nhân viên ở đây thì nó không lịch sự cái kiểu này. Cho nên người ta nói là người ta sẽ train lại nó. Cho nên chỗ này thì mình sẽ chọn câu A, dạy nhân viên thế nào để thân thiện hơn, kiểu như là giúp đỡ khách hàng nhiều hơn, ha, câu A. Rồi 85 đi. Dạ câu 85 là em chọn câu A. Nó hỏi là điều gì được gợi ý về khảo sát. Thì câu A có nghĩa là nó được lấy bởi rất là nhiều khách hàng. Thì em thấy trong câu là mình dịch là nó được thực hiện ha. Dạ, nó được thực hiện bởi rất nhiều khách hàng. Thì em thấy trong câu là we were sorry to see that you share one area of dissatisfaction with a significant proportion of the customer who respond to the survey. Thì có nghĩa là chúng tôi đã thấy tiếc khi thấy rằng cô đã chia sẻ một việc không hài lòng với một phần lớn các khách hàng đã phản hồi với khảo sát. Đúng rồi, chỗ này cũng được nè. Ha, tại phần lớn khách hàng đã phản hồi với khảo sát, rất là nhiều người người ta tham gia khảo sát hoặc là đoạn trên cũng có nè. Cảm ơn bạn đã dành thời gian thực hiện khảo sát ha, về trải nghiệm mua sắm tại Woodsgroup. Và chúng tôi rất là cảm kích rằng so many people, có rất là nhiều người took the time, dành thời gian để cung cấp chúng tôi với những cái lời nhận xét là để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ. Vì suy ra là có nhiều người tham gia khảo sát. Đó, hai đoạn đều nói đến cái vấn đề này, cho nên ở đây em dễ dàng chọn được là câu A. Rồi, 86 nha. Dạ, câu 86 là vì sao cái email đầu tiên được gửi đi, thì em chọn câu B là tìm ra giải pháp để cải thiện cái vấn đề. Thì em thấy trong câu là how soon can you fix my order? I have 3 parties coming up this week, so I need this item quickly. Có nghĩa là khi nào mà bạn có thể khắc phục đơn hàng của tôi? Tôi có 3 bữa tiệc sắp diễn ra trong tuần tới, cho nên là tôi cần các món hàng này gấp. Very good. Đúng rồi ha. Thì nghe chỗ này nè. Người ta hỏi là trong email đầu tiên, tại sao email đầu tiên được gửi? Thì mình sẽ đọc email đầu tiên. Mình tìm lý do nó gửi là gì? Thì mình đọc email đầu tiên nè. Bài này thì có 3 cái. Thứ nhất là hóa đơn và thứ hai là 2 cái email. Thì email đầu tiên là email này. Đúng không? Email này gửi lại cho mặt event. Mới nói là tôi nhận cái đơn hàng tháng 10 rồi. Nhưng mà nó bị gì? Error là bị lỗi. Nhận được 20 cái bát thay vì 40. Tức là người ta đặt 40 nhưng mà nhận được có 20. Và 7 cái ly thì nó bị crack, bị nứt. Đó. Cho nên là người ta phàn nàn lại sao mà xảy ra vấn đề đó. Khi mà người ta phàn nàn các kiểu thì cuối cùng ông này mới nói là how soon can you fix my order? Vậy thì bao lâu thì ông mới có thể là sửa chữa lại đơn hàng của tôi đây, tức là giao lại cho người ta. Tại vì tôi có 3 bữa tiệc sắp tới và cùng tới nè, cho nên tôi cần những món đồ này nha. Vậy suy ra gửi thư này đến chi? Thứ nhất là phàn nàn và thứ hai là tìm giải pháp để xử lý cái vấn đề này. Tức là kêu là làm thế nào để giải quyết cái tình trạng đơn hàng như thế này đây. Khi nào ông phục hồi lại đơn hàng, gửi lại chúng tôi. Ha, cho nên chỗ này thì mình sẽ chọn là câu A để tìm giải pháp cho vấn đề. Vấn đề đây là giao nhầm hàng mà còn giao ly bể cho người ta. Cho nên chọn câu B ha. Rồi. Tiếp theo và Uyên 87, 88, 89. Dạ thưa cô, là ở câu 87 là mặt hàng email đầu tiên, đoạn đầu tiên luôn, mà ở dòng thứ hai có câu seven water go bless a grill with crack in the glass, có nghĩa là 7 cái cốc nước với những cái vết nứt ở trên mặt kính. Và tiếp theo em dựa vào cái danh sách các loại hàng hóa thì cái cốc nước này nó được phân loại hàng là 21G. Cho em chọn câu D. Đúng, xác ha. Đây là câu liên kết nè các em. Và cái câu hỏi thì người ta hỏi là cái mặt hàng gì mà nó bị damage, nó bị hỏng đây ha. Thì ở đây để biết được cái mặt hàng gì thì nãy cái email nè,
tức là giao đơn hàng mà bị sai, thứ nhất là bị giao người ta có 20 à, thay vì người ta đặt 40, thì cái này nó giao nhầm số lượng thôi chứ không có bị hơn. Nhưng mà có cái là cốc nước nè, mà xuất hiện vết nứt trên cái mặt thủy tinh luôn. Nó giao những cái cốc thủy tinh mà bị nứt, cho nên cái mặt hàng này bị hỏng. Và để biết mặt hàng này là cái số hiệu máy thì mình nhìn lên đây. À, đây cái cốc nước đây. Đúng chưa? Thì ở đây là cái item, là cái mục hàng này là 21G. Đó, cho nên là mình suy ra mình sẽ chọn ở dưới đây 21G chính xác. Rồi 88. Dạ thưa cô, có 188 hỏi là trong email thứ hai từ extend trong đoạn 1 dòng 1 có nghĩa gần nhất với em chọn câu A là offer, nó có nghĩa là đề nghị đưa ra, bởi vì từ extend trong động từ của nó là đưa ra, cho nên hai cái này nó gần nghĩa với nhau. Đúng rồi, chính xác ha. Ở đây á, là cái câu hỏi về từ vựng. Cái từ extend nó có nghĩa là đưa ra. Đó, vậy thì ở đây người ta nói là tôi rất là tiếc, tại vì ở trên ông kia phàn nàn đúng không, viết thư này là gửi lại cho khách hàng xin lỗi nè. Tôi rất là xin lỗi khi biết về cái đơn hàng của ông và khi mà biết về đơn hàng của ông Sacklet luôn. Và tôi muốn extend là gửi đến cái lời xin lỗi đến ông ấy vào hôm nay. Đó, bạn là một khách hàng rất là có giá trị của chúng tôi. Và cái từ extend này là gửi đến ha, thì gửi đến nó bằng cái từ offer, tức là đưa ra. Và chúng tôi muốn đưa ra cái lời xin lỗi đến ông ấy. Chứ mình không có dùng delay ha. Delay cái lời xin lỗi là trì hoãn lời xin lỗi, hay là tiếp tục lời xin lỗi, hay là tăng lời xin lỗi thì đâu có được. Em ghép vào đây đi, đúng không? Những cái động từ còn lại nó đi với lời xin lỗi đâu có được đâu. Chỉ có offer, an apology, có nghĩa là đưa ra lời xin lỗi. Thế nên mình chọn câu A. Rồi, 89 nha. Dạ thưa cô, câu 189 hỏi là điều gì không được chỉ về cái mercy given who sell. Em chọn câu D. Nó có nghĩa là nó đang sửa đổi bản giá của nó. Bởi câu A nó được dịch là nó kinh doanh với các nhà hàng. Thì cái ý của câu này á, nó được lại ở cái đoạn đầu email đầu tiên, ở đoạn thứ hai gần cuối dòng 2 có từ câu that I suppose this morning cho đến hết cái câu đó luôn. Nó có nghĩa là tôi sáng nay thì tôi đã nói chuyện với chủ sở hữu của quán cà phê Select ở gần đó. Anh ấy đề cập rằng việc giao hàng gần đây của anh ấy từ bạn cũng có một số lỗi. Câu B là nó đang thay đổi vị trí của một cơ sở, thì nó được nhắc lại ở cái đoạn email thứ hai, dòng thứ ba, we are in the middle of moving to a new warehouse and it has not gone as smoothly as I had hoped. Cái đó có nghĩa là gì? Tôi sẽ thì đang trong giai đoạn chuyển đến một nhà kho mới và nó đã không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi. Còn ở câu C có nghĩa là nó đã hoạt động được 5 năm. Thì ở cái đoạn email đầu tiên, đoạn đầu tiên dòng 2, đoạn thứ hai dòng đầu tiên, có câu you opened it 5 years ago là được, đã hoạt động được 5 năm. Chính xác ha. Rồi, bạn làm đúng theo cái cách này nè. Đây là câu hỏi lợi trừ, cho nên bạn tìm từng đáp án của bạn loại. Ở đây người ta hỏi là mình có không thể nào chỉ ra về cái chỗ mà given wholesale là cái gì. Đây là cửa hàng mà cung cấp cho người ta mà cung cấp nhầm cái đơn đây. Đó, bị ly bể cái kiểu đó, thì đây là chỗ bán. Thì cái nào không thể chỉ ra về cái chỗ này. Câu A là nó hợp tác kinh doanh với nhà hàng, tức là nó bán đồ cho nhà hàng. Thì chỗ này nè, tại vì ở đây là người ta gửi cho cái chỗ này given mà người ta phàn nàn đúng không? Tôi đặt là 40 cái nhưng mà giao tôi 20 cái, ly thì bị nứt các kiểu. Rồi người ta mới nói là tôi đã là một cái khách hàng trung thành của ông kể từ khi ông mở cửa 5 năm trước. Vậy có nghĩa là chỗ này nó đã kinh doanh được 5 năm rồi. Đây, từ khi ông kinh doanh là tôi đã là khách hàng trung thành, đúng không? Cho nên là cái chỗ này given này kinh doanh 5 năm rồi. Thì ở đây nó tương ứng với câu gì? Đây, nó đã operate, vận hành được 5 năm rồi thì câu C có, đúng không? Rồi mình tích vào. Tiếp tục, ông mới phàn nàn, ông mới nói tiếp là gì? Và chưa bao giờ tôi trải qua một cái vấn đề tương tự với đơn hàng như thế. Ha, tình cờ á, thì chắc là ông muốn biết rằng là tôi đã nói chuyện với ông S. Salek vào sáng nay. Là ông này là chủ của một cái cafe. Cafe là một nhà hàng nha. Đó, mình không dịch là quán cà phê của nó rồi. Cafe là nhà hàng. Đó, tôi
Ông muốn biết là sáng nay ấy, tôi đã nói chuyện với ông Axelad và ông này là chủ của một cái cửa hàng gần đây. Và ông này có đề cập với tôi rằng là cái đơn hàng trước đó của ông ta với bạn và từ bạn cũng gặp một cái lỗi tương tự. Thì có nghĩa là ở cái chỗ McGiven này là chuyên hợp tác với những nhà hàng, đúng không? Cho nên ông này mới nói là gì, có tôi có ba bữa tiệc sắp diễn ra, cho nên từ đó mình suy ra là cái chỗ này chuyên cung cấp những cái ly, những cái chén dĩa gì đó cho nhà hàng. Cho nên chỗ này thì câu A này nó kinh doanh với nhà hàng, hợp tác kinh doanh với nhà hàng đó. Và câu B là nó đang thay đổi cái địa điểm. Thì ngay chỗ này em biết vì sao vấn đề đó nó xảy ra không, vì sao nó lại gặp vấn đề là giao nhầm ly cho người ta, ly nước rồi số lượng thì nó không đúng, thì ngay chỗ này nó xin lỗi và nó giải thích nha. Bạn là một cái khách hàng rất là có giá trị và tôi rất là ngại khi mà bạn nhận được cái đơn hàng nó tệ như thế. Chúng tôi đang in the middle of, tức là đang trong quá trình làm gì đó, thì đang trong quá trình là di chuyển đến một nhà kho mới nè, và nó không có suôn sẻ trôi chảy như là chúng tôi hy vọng, cho nên nó mới xảy ra vấn đề như thế. Tức là ở đây người ta đang chuyển kho đấy, cho nên là luôn mua các kiểu thì người ta giao hàng nhầm. Do đó là ở đây thì mình sẽ chọn được là câu B nó có không chọn, hoặc thay đổi cái địa điểm của một cái cơ sở thì thay đổi nhà kho đó. Cho nên ở đây chọn câu D, nó đang sửa lại cái giá nhận đó, chính xác. Rồi tiếp theo bạn Trúc, câu 90, 91, 92. Dạ thưa cô, câu 90 em chọn câu C, tại vì ở trong bài có đề cập đến là tôi hy vọng là bạn sẽ chấp nhận cái việc giảm giá 15% trên cái đơn hàng tiếp theo ạ. Đúng rồi, chính xác. Giống như là để bồi thường lại đó, giao hàng xa cho người ta thì người ta, ông này mới nói là chúng tôi hy vọng bạn sẽ chấp nhận là giảm 15% trong đơn hàng kế tiếp, và người ta giảm giá cho cái ông này nha. Cho nên ở đây hỏi là cái chỗ mà Given Wholesale này sẽ cho ông Jackie cái gì, thì là giảm giá cho ông ta trong đơn hàng tiếp theo. Chọn câu C. Rồi, 91 nha. Dạ câu 91 em chọn câu B, tại vì ở cái đoạn cuối cùng thì có nói là tôi muốn làm việc bắt đầu vào ngày 10 để mà bây giờ mình dịch cho cô câu hỏi trước nha. Dạ thưa cô, là vào ngày 10 tháng 4 thì cái công việc mà Mr. Joy muốn cho Mr. làm cho cô ấy là gì? Thì em chọn câu B là thiết lập lắp gạch của cô. Cái sàn gạch sàn, tại vì cái form đầu tiên thì có hóa đơn là chỉ liên quan tới sàn, không liên quan tới thảm cũng như là sân tường. Ok rồi, ở đây thì các em nhìn cho cô này, câu này hỏi là vào ngày 10 tháng 4 á, thì cô John này muốn cái ông Nurgent này làm gì cho cô ấy, thì mình chọn câu B, đó chính là lát sàn, hoặc lát đặt những cái tile, là những cái gạch lát sàn, thì giống như là lát sàn cho cô ấy. Thì ngay chỗ này ở trên nè. Rồi đây mình thấy nha, rồi đây thì nói rằng là mô tả nha, cái bài này là về của cái công ty, hoặc cái công ty Rexford, cái form của công ty này, và cái form này được chuẩn bị bởi ông cho, đúng không? Và cái người mà khách hàng ở đây đó chính là cô Nurture. Thì cái mô tả ở đây nè, người ta mới nói rằng là đây, người ta tính tổng cái chi phí để mà làm cái dự án đó là bao nhiêu, thì đây nè, cái tiền mà sàn gạch rồi nè là 40 cái viên gạch, thì ở đây giá là 996. Rồi tiếp tục cái vữa nè thì 164. Rồi cái chi phí nhân công, ví dụ như là chuẩn bị nè, rồi lắp đặt nè, và lau dọn thì là 1 tiếng 35 đô, và người ta dự kiến là làm trong 16 tiếng, cho nên người ta tính là 560, thì tổng chi phí là 1.720.95 đô. Vậy đây là cái chi phí mà để cho lát sàn, đúng không? Tại vì dựa vào nè, cái sàn nè, đúng không, cái vữa xi măng các kiểu nè, rồi dựa vào hai cái này thì mình biết được là chi phí lát sàn. Cho nên ở đây thì cô này muốn ông này lát sàn cho cô, chọn câu B. Rồi 92 đi. Mình bật mic lên nha chút. Dạ thưa cô, câu 92 em chọn câu D, tại vì cái form đầu tiên thì nó có nói, cái form đầu tiên thì date của nó là ngày 15 tháng 3, và sau đó thì nó nói là là on estimate, là tất cả các ước tính thì chỉ có hiệu lực cho một tháng, trừ khi có điều đặc biệt gì đó. Có nghĩa là sau một tháng, là đến ngày 15 tháng 3 thì nó có thể không còn hiệu lực nữa. Ok, giờ các em nhìn cho cô câu 92 nha. Câu này người ta hỏi là chuyện gì xảy ra vào ngày 15 tháng 4. Vậy thì mình tìm xem có ngày 15 tháng 4 không em.
ở đây nó chỉ có 15 tháng 3 rồi, nó không có 15 tháng 4. Nhưng mà trong câu này nó mới nói là sau khi mà nó ước tính là tổng chi phí cho cái dự án lát sàn này, thì nó mới nói là tất cả những cái chi phí ước tính ở đây thì có giá trị for one month, là trong một tháng, trừ khi có những cái gì đó đặc biệt. Tức là tại vì nó sợ là vật tư các kiểu nó lên giá, cho nên ở đây ước tính như thế, nhưng mà chỉ trong hiệu lực là một tháng thôi. Nếu mà một tháng, trong một tháng đảo lại thì cô yêu cầu chúng tôi lát sàn cho cô thì chi phí là như thế này. Nhưng mà một sáng sau nữa, hai tháng thì chưa chắc, tại vì đôi khi vật giá nó lên nữa. Cho nên ở đây là chi phí ước tính trong vòng một tháng. Mà ở đây là ngày làm là ngày 15 tháng 3, tức là cái ngày mà mình làm lá đơn này nè. Ước tính này là 15 tháng 3, một tháng sau tức là 15 tháng 4. Cho nên là mình sẽ nhìn vào cái câu 92 này. Người ta hỏi là chuyện gì xảy ra vào ngày 15 tháng 4, thì có nghĩa là những cái chi phí mà ước tính đó thì nó sẽ invalid, không có giá trị nữa. Đó thì người ta sẽ làm cái bảng chi phí ước tính mới. Cho nên chỗ này chọn câu D ha. Rồi, đó là câu 92. Tiếp theo chúng ta còn một số câu nữa là câu 93 nha. Câu 93 thì người ta hỏi là how much là cái giá tiền, bao nhiêu sẽ được thêm vào cái ước tính của bà Cho này. Vậy thì thêm vào cái giá ước tính là bao nhiêu? Thì mình biết là ở trên đây người ta ước tính chi phí xây dựng là 1.720, đây là chi phí vân vân. Nhưng mà ở dưới đây mình thấy là có một cái luật mới, cái luật của thành phố Lexington, thì người ta nói là vào ngày 30 tháng 3 thì tất cả những cái công ty xây dựng thì phải nộp một cái giấy phép xây dựng $100 khi xây dựng cho cư dân và $300 cho những cái công trình mà thuộc về thương mại. Vậy suy ra là từ ngày 30 tháng 3 trở về sau thì tất cả những cái việc xây dựng á, cư dân thì phải đóng thêm $100, còn xây dựng cho cái việc là thương mại, ví dụ như là xây dựng công ty các kiểu, nhà máy xí nghiệp á, thì phải đóng trên là $300. Vậy suy ra thì cô này nè, đúng không, mình thấy là cô này là cô nhìn đây, người ta hỏi là sẽ có thể là bao nhiêu tiền được thêm vào cái ước tính của bà này, thì bà này là một cái hộ gia đình mà, cho nên chỗ này mình sẽ chọn là câu C, thêm vào $100 mà chứng minh cô này là hộ gia đình. Thì mình nhìn vào bài này, tại vì cô Nurchin này cũng viết lại trong cho, cũng mới nói là tôi viết thư này liên quan đến cái công việc trong cái dining room, trong cái nhà ăn của tôi, và tôi muốn giữ hợp đồng với bạn, và tôi muốn cái công việc này bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 đó, tức là 10 tháng 4 bắt đầu, mà người ta nói là cái luật này là ngày 3 tháng 3 là nó có giá trị, 30 tháng 3 rồi là có giá trị rồi, mà 10 tháng 4 cô này làm thì tất nhiên cô này phải đóng thêm $100. Tại vì ở đây cô làm lắp đặt nhà phòng ăn cho nhà cô. Từ đây mình biết là cô này là hộ gia đình, cho nên mình chọn là $100. Đó là câu 93. Rồi câu 94 á, thì các em nhìn cho cô nha. Cái từ contract này nè, em biết danh từ là hợp đồng, đúng không em? Đó, danh từ của nó có nghĩa là hợp đồng. Nhưng ở đây người ta hỏi là cái từ contract này nè, nó đồng nghĩa với từ nào sau đây? Đó, thì ở đây nói là gì? Gửi cho ông Nurchin, tôi muốn viết lá thư này liên quan đến công việc trong nhà ăn của tôi, mà tôi muốn hợp đồng với bạn. Hợp đồng với bạn có nghĩa là gì? Là tôi muốn thuê bạn làm cho tôi nha. Thì ở đây có cái từ là gì? Purchase là mua, collect là thu gom, không được rồi. Reduce là giảm, càng không. Chúng ta có từ retain. Retain nó mang nhiều nghĩa nha. Một số nghĩa nó mang nghĩa là giữ lại, và nghĩa thứ hai thì nó mang nghĩa là gì? Thuê ai đó làm cho mình. Đó, ví dụ thuê người ta làm việc cho mình. Ví dụ thuê người ta để xây nhà cho mình, đó, để sửa nhà cho mình gì đó, thì chúng ta sẽ dùng từ retain. Cho nên chỗ này cái từ contract và retain này nó đồng nghĩa với nhau. Tôi muốn hợp đồng với bạn, tức là muốn thuê bạn làm cho tôi. Cho nên chỗ này đồng nghĩa với retain nha, là contract. Đó là câu 94. Rồi, một số câu còn lại thì cô sẽ phân công cho một số bạn nha. Cho nó nhanh nè. Còn 2, 4, 6 câu thôi. Rồi, 6 câu cô phân công nha. Câu đầu tiên, 94 cô làm rồi đúng không? Rồi, câu 95. 95 là Ân Kiều. Cho ghi ra giúp cô nha. 95 là Ân Kiều. 96 là bạn Duy Khang. 97, Kim Hà. 98, On. 99, Khả. 200, Chí. Rồi các bạn còn lại thì cũng xem cho cô những câu này luôn nha. Rồi chúng ta còn một số câu, 2, 3, 4, 6 câu nữa. Không sao, tí làm với cô.
câu nào mình thắc mắc thì mình cũng nên giải thích luôn để cô hiểu là tụi em thắc mắc chỗ nào. Rồi giờ mình chuẩn bị nha, những bạn được phân công chuẩn bị nhanh nha các em, 1 phút. Ok kìa. Rồi giờ chúng ta bắt đầu luôn nha các em, không thôi mình không kịp thời gian á. Kiều mình chuyển chỗ đi ha. Giờ cô làm giúp mình câu 95. Câu 95 thì người ta hỏi là cái cô cho này nè chỉ ra cái gì về cái chỗ response construction. Mình biết cô cho là người thuê người ta làm lát gạch cho các nhà ăn của cô ta, đúng không? Cô này chỉ ra cái gì về cái chỗ này? Thì mình chọn câu A là cô ta đã từng thuê họ cho một công việc trước đó. Nghe cái chỗ này mình đọc. Tại vì thư này là của cô cho viết, đúng không? Cô cho đó là tôi viết lá thư này ha, liên quan đến cái việc mà trong cái nhà ăn của tôi mà tôi muốn thuê bạn làm cho tôi. Và I like work on begin. Tôi muốn là công việc này bắt đầu ha, vào ngày 10 tháng 4. Nhưng mà sau khi tôi nhìn vào cái ước tính bạn gửi cho tôi ấy, thì tôi có một câu hỏi là cái chi phí ước tính đó có phải là tổng chi phí chưa? Đặc biệt là bạn đã tính vào cái chi phí là cái giấy phép ha mà cần cho công việc này chưa? Tại vì cô này nghe nói là cần giấy phép 100 đô thì tức là tính chi phí đó thì nó liên quan đã bao gồm cái giấy phép 100 đô chưa hay là chưa tính. Và cô này mới nói đồng nghiệp của tôi thì nói với tôi rằng là có một cái luật hay mà nó có hiệu lực vào tháng vừa rồi yêu cầu là cái giấy phép xây dựng cho bất kỳ cái dự án trùng tu nào. Rồi tiếp tục, I really like the job. Tôi rất là thích cái công việc mà bạn đã lắp đặt cái carpet là gì, lát sàn cho tôi và sơn lại cái phòng khách của tôi vào năm trước. Và tôi rất là muốn thuê bạn làm một lần nữa. Có nghĩa là gì? Là hồi trước, vào last year là năm trước, thì cô này đã thuê cái công ty này về để chi? Để lát cái carpet là lát thảm trên sàn á, và sơn lại cái phòng khách. Đó, từ đó mình suy ra là đây không phải là lần đầu mà trước đó cô đã gọi cái công ty xây dựng này về làm cho cô rồi. Cho nên là cô này đã thuê họ trước đó. Mình chọn câu A ha. Rồi bạn Khang 96. Câu 96 này em không có rõ lắm đó cô. Em dịch cho cô cái câu hỏi đi ha. Dạ thưa cô, là câu hỏi mục đích của bài báo này là cái gì? Thì câu A là cung cấp một cái thông tin cập nhật về cái dự án ở địa phương. Vậy thì ở đây nha, cái bài báo là cái bài 1 này, nhìn cho cô này. Tức là mục đích của bài báo thì thường mình sẽ đọc cái đoạn đầu tiên. Đây là cái Credit Daily Time bài báo, đúng không? Ngày 20 tháng 3. Người ta nói là như đã tường thuật vào đầu năm nay á, thì Go Cattle Grocery nó mở thêm một cái trung tâm phân phối nữa ở vùng Credit. Và construction là cái việc xây dựng này nè, nó bị postponed, là nó đã, nha, cái này là quá khứ nè, nó đã hoãn lại trong một cái thời gian dài bởi vì một số những vấn đề nó không lường trước được do cái điều kiện của cái nền ở cái khu xây dựng. Tuy nhiên, vấn đề này nó đã được resolve, là gì? Đã được giải quyết rồi. Và bây giờ 40.000 mét vuông đất của trung tâm thì nó sắp sửa đưa vào hoạt động vào tháng 6. Ha? Và grand opening là cái lễ khai trương thì nó dự kiến diễn ra vào ngày thứ tư của tháng 6 này. Rồi cái nhà kho này thì nó có một cái khu vực đặc biệt ha, với cái, những cái trang thiết bị nó rất là hiện đại để nó lưu trữ thức ăn này, và nó giữ đông lạnh vân vân. Đó thì ở đây em thấy được đây là một cái sự cập nhật này. Đây là một bài báo và người ta nói là về cái việc xây dựng mở thêm chi nhánh phân phối ở trung tâm, một cái trung tâm phân phối ở Cardiff, đúng không? Và người ta báo cáo là gì? Hồi trước thì nó đã bị hoãn do sao? Do một số những cái vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó nó đã được resolve, là được phục hồi rồi, được giải quyết rồi. Cho nên bây giờ 40.000 mét vuông đất, tức là cái nơi đó, nó sắp sửa đưa vào hoạt động. Và lễ khai trương sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6. Này. Và cái chỗ đó như thế nào? Thì túm lại ở đây nó đang cập nhật cho chúng ta về một cái dự án. Một cái dự án ở địa phương đó chính là dự án xây cái trung tâm phân phối đây.
nó chỉ đưa mình một sự cập nhật là hồi trước nó bị hoãn nhưng mà bây giờ nó ok rồi, sắp sửa đưa vào hoạt động rồi. Cho nên đây mình chọn câu A ha. Còn câu B là thảo luận về những cái thiết bị ở nhà kho mà nó hiện đại. Ở đây nó đâu có thảo luận đâu, nó chỉ đề cập sơ thôi là chỗ này có nhà kho rất là hiện đại, chứ nó không có thảo luận. Thảo luận là phải nói sâu hơn nha. Còn câu C là báo cáo về một cái local business, một cái doanh nghiệp địa phương mà lên kế hoạch thuê thêm nhân công. Ở đây nó đâu có nói là thuê thêm người gì đâu, nó chỉ thông báo là chỗ này sắp sửa đưa vào hoạt động thôi. Và câu D là giải thích về những khó khăn gặp phải cho cái dự án. Thì đây không có giải thích, nó chỉ nói sơ nghe về khó khăn thôi nha, chứ không có giải thích gì nhiều. Cho nên ở đây mình chọn câu A là nó cập nhật, đây là nội dung chính nhất ha. Rồi bạn Hà, 97. Dạ thưa cô, là 97 thì nó hỏi là từ scope ở đoạn 2 dọc 4 thì cái nghĩa gần nhất là cái gì? Cô là em dịch là cái trung tâm này thì tạo hơn 400 công việc làm mới, bởi vì cái phạm vi và cái scope em nghĩ là nó dạng như là kiểu như là cái quy mô và cái phạm vi của cái dự án này á cô, nên là em chọn cô D. Ừ, đúng rồi. Hai người ta nói trung tâm này nè, mong đợi là sẽ tạo thêm là 400 công việc mới ha, tức là nó sẽ cần 40 vị trí nữa đó. Thì cái ông này là phó chủ tịch mới nói rằng là bởi vì là cái size, là cái kích thước và cái quy mô cái dự án này, cho nên là rất là có nhiều những cái đa dạng công việc nó được cần ha, từ cái việc mà warehouse manager là những người bên nhà kho, kiểm kê nhà kho, đến tài xế vân vân. Vậy ở đây người ta nói cái từ scope có nghĩa là cái quy mô, cái phạm vi đó, thì đồng nghĩa với nó là cái từ extent nè. Extent là danh từ có nghĩa là cái phạm vi, cái quy mô của nó. Cho nên mình chọn câu D ha. Rồi. Cho nên mình chọn câu D nè. Rồi ở đây em sẵn nói đây thì mình nói thêm nha. Ở đây cái đoạn cuối nó nói về cái việc là nó có tuyển thêm 40 vị trí nữa đúng không? Nhưng ở đây nó chỉ đề cập là chúng tôi cần 400 vị trí nữa, và những vị trí này thì có thể là ở đây thôi. Nhưng mà cái chỗ này là người ta hỏi là thảo luận về cái gì thì chỗ này cũng nói là này, thuê thêm người. Nhưng mà ở đây nó nói là báo cáo về một doanh nghiệp mà lên kế hoạch thuê thêm người. Ở đây nó đâu phải là một cái bài báo cáo mà thuê thêm người đâu. Nếu mà báo cáo thì nó phải đưa ra những cái chiến lược và thuê như thế nào, thuê như thế nào. Cho nên ở đây chỉ nói sơ, mình không chọn câu C được ngay chỗ này là vậy ha. Rồi bạn Anh, 98. Cô là cô 98 hỏi là điều gì rất có thể đúng về trung tâm phân phối này, thì em chọn cô B là lễ khai trương của nó đã rất thành công, dẫn chứng là ở bài thứ hai ở khúc đầu cô là có cái câu là cảm ơn đã cho tôi đi nhờ đến lễ khai trương đầu tháng. Tôi không tin rằng đây là một sự kiện được lên kế hoạch tốt như vậy, nhưng mà em nghĩ đây là một sự thành công. Đúng rồi, chính xác. Hai nghe chỗ này, cảm ơn bạn vì đã cho tôi đi nhờ ha, đến cái lễ khai trương, grand opening, lễ khai trương vào đầu tháng. Tại vì mình đọc ở trên khai trương là 4 đúng không? Ngày 4 tháng tháng 7. Đó, cho nên là cảm ơn bạn vì đã cho tôi đi nhờ ha. Rồi tôi không tin rằng là có một cái sự, tôi có thể là chứng kiến một cái sự kiện được lên kế hoạch kỹ càng như thế. Từ cái câu này có nghĩa là gì? Đây là cái sự kiện được chuẩn bị rất là kỹ càng và diễn ra thành công. Đó, do đó thì mình có thể chọn được là đâu rồi? Câu B. Cái lễ khai trương của nó thì đã rất là thành công, successful. Chính xác. Tiếp theo 99 bạn Khả. Dạ cô, là câu này em dịch là câu 99 là tại sao cái ông này lại chọn cái công ty nhưng mà em cũng không hiểu khúc trên nó là sao nha cô. Cô giải thích giúp em ạ. Rồi ha, câu 99 này nè. What company was chosen by Mr. Simler? Công ty nào được chọn bởi ông Simler? Vậy thì ở đây nha, mình đọc tiếp nè. Trên đây em phải hiểu được toàn bộ cái bài. Bài trên đây, bài báo thì đang nói về là cái một cái trung tâm hợp phân phối này nó được ra mắt đúng không? Nó khai trương vân vân các kiểu. Rồi đoạn thứ hai cái email này thì ở đây mình thấy là gửi cho Myler đúng không? Đầu tiên là cảm ơn vì đã cho nhờ có gian gì đó vân vân. Tiếp tục. Bây giờ thì cái trung tâm phân phối ở Cardiff đã mở cửa được một vài tuần rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cân nhắc cái việc thuê một cái công ty mà chuyển tiếp những cái thông báo tự động cho nhân viên vào điện thoại của nhân viên. Tức là ở đây là đang cân nhắc cái việc thuê công ty, hay mà công ty này sẽ xử lý cái việc là chuyển những cái thông báo
và đến cái điện thoại của nhân viên. Rồi người ta nói là such a service, những dịch vụ như thế thì cho phép chúng ta nhận được những cái tin nhắn một cách nhanh chóng và tránh những cái trường hợp là mắc lỗi khi mà mình vận chuyển hàng. Tôi đã liên lạc, I have a contact, tôi có một số liên lạc của người mà đã làm việc cho cái bộ phận là customer service, là dịch vụ khách hàng tại là Call4You. Và tôi nghĩ đây là công ty tốt. Nhưng mà cái công ty Raven Notification đó, thì nó nhìn cũng tốt đó. Và cái giá, cái rate là cái giá của họ cũng thấp hơn. Vậy thì ở đây có phải là người ta đang cân nhắc giữa hai công ty, đúng không? Cái bài này mình đọc thì mình hiểu là người ta đang tìm một cái công ty mà có thể chuyển những cái tin nhắn thông báo nhanh cho nhân viên của người ta. Thì ở đây người ta đang cân nhắc hai công ty. Thứ nhất là công ty là Call4You. Và thứ hai là cái công ty là gì? Raven Notification. Công ty thứ hai này thì ông đề cập thêm là cái giá thì nó thấp hơn đó. Rồi tiếp tục người ta nói là tôi đã đính kèm cái thông tin về cả hai công ty cho bạn để mà bạn lựa chọn. Thì hãy để cho tôi biết là bạn nghĩ cái gì nhé. Vậy ở đây thì ông này mới đưa ra thông tin của hai công ty thôi, chứ chưa có sự lựa chọn, đúng không? Nhưng mà cái câu hỏi là câu 190 thì người ta hỏi là cái công ty nào được lựa chọn vậy? Thì để biết công ty nào được lựa chọn thì nhìn dưới đây. Đây là cái thông báo này, đúng không? Một cái thông báo nè, mà thông báo này từ công ty gì? Raven Notification. Vậy suy ra là giữa hai công ty là công ty Call4You với Raven Notification thì đã chọn công ty gì em? Đã chọn Raven rồi nè. Thì Raven mới gửi thông báo cho nhân viên. Họ mới nói là gửi cho nhân viên của GoCattle nè. Đó, vân vân. Cái vấn đề gì thì người ta gửi thông báo cho nhân viên vào lúc 11:43. Cho nên từ đó mình suy ra là ông này đã chọn công ty gì? Công ty Raven Notification. Mà như mình đọc ở trên thì cái công ty Raven Notification thì cái giá của nó như thế nào? Ray nè, nó lower, giá nó thấp hơn. Do đó từ đó mình suy ra là câu C. Hoặc cái công ty, ông này đã chọn cái công ty mà có giá thấp hơn là cái công ty của đối thủ. Cho nên mình chọn câu C nè. Rồi câu này liên kết nha các em. Tiếp theo câu 200 bạn Chí. Cứ câu 200 chọn câu B nữa. Nó hỏi là cái tin nhắn này thì yêu cầu những cái người này, những người mà muốn làm thêm giờ thì làm gì, thì câu B là nó kêu là liên lạc với cái bộ phận nhân sự, thì dẫn chứng là hai câu cuối của cái tin nhắn là if you are interested in working additional hour at the time, là bạn có hứng thú với cái giờ làm thêm tại thời điểm này thì làm ơn liên lạc với cái bà Betka Johnston tại cái phòng nhân sự. Đúng rồi, chính xác. Ủa mình giải thích được mà sao thắc mắc vậy Chí? Rồi câu 200 ha. Câu 200 là người ta hỏi là trong cái đoạn tin nhắn nè, thì đã yêu cầu nhân viên, những người mà muốn làm thêm giờ làm gì, tức là họ muốn làm thêm, họ phải làm gì đây? Thì ngay chỗ này nè. Nếu mà bạn có hứng thú vào việc là working additional hour, làm thêm giờ tại thời điểm này, thì hãy liên lạc với cô Becca Johnston tại bộ phận nhân sự. Bạn muốn làm thêm làm gì? Thì liên lạc với cái phòng nhân sự là cái cô này nè. Cho nên mình chọn là công ty hoặc contact personnel office. Vậy thì ở đây nè, chúng ta sẽ có cái từ personnel office là văn phòng nhân sự, thì nó đồng nghĩa với từ human resource, gọi là phòng nhân sự hết. Nên không, nó dùng từ đồng nghĩa nè. Cho nên chỗ này câu 200 mình sẽ chọn câu B ha. Rồi, rất là xuất sắc, chúng ta đã hoàn thành hết 42 câu kịp thời gian. Giờ các em nhìn cho cô ha, những câu mà mình đã giải thích rồi. Mấy cái câu mà các em nộp lên thắc mắc thì mình xem là đã giải đáp được những cái thắc mắc của mình chưa. Nếu mà các em hiểu rồi thì mình comment cho cô chữ yes nha. Những câu mà em nộp lên thắc mắc thì nãy giờ các bạn giải thích mình hiểu hết mấy câu mình thắc mắc chưa? Ok rồi thì comment yes. Câu nào chưa hiểu thì cũng comment lên luôn. Câu nào chưa hiểu thì cũng nói luôn nha các em. Thấy không, những cái câu cuối đôi khi liên kết nó hơi cực một tí. Để liên kết tốt được thì mình phải hiểu được. Tại vì á, những cái đoạn cuối nó nhiều bài đọc lắm. Cho nên đầu tiên em phải nhìn tổng quát mấy bài này là cái gì. Ví dụ ở trên đây là cái thông báo, đúng không? Tiếp tục là cái email của hai người trong công ty GoCattle người ta gửi cho nhau để bàn luận về cái việc là chọn công ty. Và cuối cùng là một cái thông báo của cái công ty đó. Rồi ok rồi, đúng không mọi người? Còn câu nào chưa hiểu thì nói nha.
Rồi. Ok, vậy là hôm nay chúng ta đã giải xong cái task số 3 ha, của cái phần 7. Vậy thì buổi tiếp theo là chúng ta học thứ 3 đúng không? Ừ. Vậy buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục là phần nghe nha các em. Hiện tí cô sẽ dặn trợ giảng, thì trợ giảng sẽ dặn dò các em mình sẽ cần làm cái gì. Rồi, ok. Vậy thì buổi hôm nay thì mình kết thúc ở đây nha. Về nhà cố gắng xuyên học từ vựng hơn nha. Học từ vựng cho cô, khi nào mình rảnh thì mình lấy từ vựng ra mình học ha. Rồi, ok. Vậy buổi hôm nay kết thúc ở đây. Goodbye everyone. Bye mọi người ha.